Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tòa án cần xét xử theo hướng tha bỏ sót còn hơn giết nhầm để tránh oan sai. Ngày 7 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có bài ân xá là giải pháp nhân văn hợp lý cho Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải. Tác giả cho rằng ép cung là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến án oan. Chừng nào còn có ép cung thì chừng đó án oan còn nhiều các vụ án oan chấn động Việt Nam như Nguyễn Thành Chấn, Huỳnh Văn Nén, Trần Văn Chiến đều là hậu quả của ép cung. Hình ảnh status trên Facebook của Nguyễn Ngọc Chu. Theo tác giả, vụ án Nguyễn Văn Trưởng là một vụ án bị ép cung. Nhiều nhân chứng và bị can trong vụ án Nguyễn Văn Trưởng đều tuyên bố trước tòa là bị ép cung. Chẳng hạn như nhân chứng tốt cho biết, vào tối xảy ra vụ án 14 tháng 7 năm 2007, trưởng đi cùng một người bạn đến nhà Tốt. Tốt nhớ chính xác ngày tháng vì hôm đó nhà Tốt thu hoạch dưa hấu lại trùng vào ngày mùng 1 âm lịch. Nhưng Tốt bị đấm, bị còng tay vào ghế và bị giữ suốt cả ngày và dọa bắt nên sợ và phải rút lời khai. Tác giả nhận định dưới bàn tay các bạo chúa thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Còn dưới các chế độ dân chủ, văn minh thì thà bỏ sót còn hơn giết nhầm. Tử hình một người khi chưa chứng minh được có tội là một tội ác. Hơn 16 năm ngồi tù của Nguyễn Văn Trưởng và gần 16 năm ngồi tù của Hồ Duy Hải khi chưa chứng minh được có tội là oan sai khủng khiếp. Hơn nữa, theo tác giả, Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải còn bị kết án tử hình, Nguyễn Văn Trưởng đang bị đề nghị thi hành án, còn Hồ Duy Hải thì đang chết dần chết mòn trong tù. Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải bị kết án oan trong các nguyên nhân dẫn đến án oan của Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải không loại trừ có các thế lực quyết buộc tội chết cho họ bởi thế hai vụ án oan này sẽ không thể kết thúc theo trình tự pháp lý thông thường tác giả bình luận cuộc chiến bảo vệ lẽ phải với thế lực quyết buộc tội chết sẽ kéo dài thời gian cầm tù của Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải giải pháp nhân văn hợp tình hợp lý hợp pháp cho cả hai vụ án này đó là ân xá và tác giả đề xuất nhân dịp quốc khánh 2 tháng 9, Võ Văn Thưởng nên sử dụng quyền ân xá đối với Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải. Ân xá cho Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải là giải pháp duy nhất đúng để tránh được án oan tử hình và án oan cầm tù 16 năm với những người vô tội. Hình ảnh ba con hưu do tử tù Nguyễn Văn Trưởng đang bằng sợi ni lông với ba chữ cái trước ngực ghép lại thành chữ oan. Không phải là vì ghi danh lịch sử mà vì công lý và nhân văn, vì thực thi quyền hạn của nhân dân giao cho. Lệnh ân xá là của nhân dân trao quyền cho Chủ tịch nước. Lịch sử các vụ án chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ ghi nhận công, trí và nhân của Võ Văn Thưởng vì đã thực thi một lệnh ân xá nhân văn hợp lý hợp tình cho Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải. Tác giả đề xuất ba biện pháp có thể giúp các án oan thuyên giảm đó là Thứ nhất, phải gấp rút đưa các biện pháp hữu hiệu để chấm dứt ép cung, chưa chấm dứt ép cung dưới mọi hình thức thì sẽ còn hàng ngàn án oan động trời nữa. Thứ hai, khi tất cả các cơ quan, gồm các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, nhất trí tuyệt đối về buộc tội mà còn đầy án oan. Bởi vậy với các án liên quan đến tử hình, khi còn khác biệt quan điểm giữa các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án thì dứt khoát phải chưa kết tội tử hình, thà bỏ sót còn hơn giết nhầm. Thứ ba, sớm áp dụng trí tuệ nhân tạo trong xét xử để giảm bớt sai lầm, tránh được tác động có chủ ý của các nhân tố ngoại lên quá trình xét xử, rút ngắn thời gian xử án và giảm bớt được số lượng các vụ án tồn động. Tác giả kết luận, đọc các bức thư kêu oan của Nguyễn Văn Chưởng theo trên áo, trên hình thú mà thấm đẫm nước mắt. Chỉ có oan ức ngút trời mới khiến con người có được thị lực và mưu trí để gửi lại trăn trối để cứu vớt cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Tòa án cần xét xử theo hướng thà bỏ sót còn hơn giết nhầm để tránh oan sai. VinFast có nhận được ưu đãi tại Carolina. Báo Đất Việt ngày 6 tháng 8 có bài VinFast được bơm tỷ đô trong lúc lỗ tỷ đô. Theo đất Việt, khi các đợt giảm thuế hấp dẫn sắp có thể xảy ra, các nhà lãnh đạo của VinFast hiện vẫn đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ mới trong lúc cứ mỗi quý mỗi lỗ khoảng 600 triệu đô la. Hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Đất Việt nhận định vì không có nguồn doanh thu lớn, hãng xe này đã ghi nhận khoản lỗ đáng kể 1,3 tỷ USD vào năm 2021 và 2,1 tỷ USD vào năm 2022. Việc báo lỗ tỷ đô nhiều khả năng vẫn tiếp tục diễn ra trong năm nay. Hồi tháng 6, VinFast báo lỗ hơn 598 triệu USD trong 3 tháng đầu năm, do doanh thu giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, Vingroup đã chi ra 9,3 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động của VinFast, theo các số liệu công khai. Đất Việt cho biết, mùa hè năm ngoái, công ty này đã vay 4 tỷ USD từ Credit Suisse và Citigroup vào tháng 4, VinFast đã nhận được tổng cộng 2,5 tỷ USD từ công ty mẹ và từ chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. VinFast đã sẵn sàng để trở thành một công ty giao dịch đại chúng bằng cách sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, SBAC. Tuy nhiên, các chuyên gia của SBAC cảnh báo rằng thỏa thuận tiềm năng mà VinFast đã sắp xếp khó có thể huy động được nguồn vốn ngắn hạn đáng kể cho công ty này. Theo đất Việt, nhiều tháng trước, lễ động thổ nhà máy VinFast trị giá 4 tỷ USD ở Mỹ. Hồ sơ cho thấy công ty này đã tìm kiếm sự giúp đỡ của thống đốc bang North Carolina để đảm bảo có thêm tiền mặt cần thiết để hoàn thành dự án mà không bị chậm trễ thêm. Hình ảnh lễ khởi công xây dựng nhà máy VinFast tại North Carolina. Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Chatham của VinFast đã được thực hiện vào ngày 29 tháng 7 với sự tham dự và chứng kiến của thống đốc bang North Carolina, ông Roy Cooper, đại sứ toàn quyền Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Dũng, các quan chức cùng các đối tác, khách hàng, các chuyên gia và giới truyền thông. Nhưng buổi lễ này lại bị đánh giá chỉ là một động thái nhằm tạo hình ảnh để thúc đẩy các khoản vay trong khi đã cạn nguồn tiền để xây dựng. Cho dù VinFast chỉ định Clayco là tổng thầu và là đơn vị quản lý xây dựng cho dự án. Đất Việt cho hay từ năm 2007, Bộ Năng lượng Mỹ giám sát chương trình cho vay sản xuất phương tiện công nghệ tiên tiến (ATVM) được thiết kế để thúc đẩy sản xuất phương tiện tiết kiệm nhiên liệu trong nước Mỹ. Các email cho thấy Vinfast đã đăng ký khoản vay 1,4 tỷ USD thông qua chương trình này vào khoảng giữa năm ngoái. Đất Việt dẫn tiết lộ của Brooke Taylor. Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ và đối tác chiến lược của VinFast cho biết, thật không may, quá trình này dường như đã bị chậm lại khi Bộ Năng lượng Mỹ tập trung sự chú ý vào các dự án dùng tiền tài trợ liên bang đến các bang khác. Đất Việt bình luận khả năng đạt điều kiện được liên bang hỗ trợ vốn mà Taylor đề cập là tính dụng thuế cho phương tiện sạch được tạo ra theo đạo luật giảm lạm phát năm 2022 cho phép miễn thuế tới 7.500 USD cho các phương tiện điện đủ điều kiện. Hình ảnh truyền thông nhà nước loan tin VinFast nhận ưu đãi 1,2 tỷ USD cho nhà máy tại Mỹ. Như vậy, có thể thấy khoản hỗ trợ vốn mà VinFast có thể nhận được chính là khoản miễn thuế, chứ không phải là nhận tiền mặt. Mà thuế là khoản thu được tính dựa trên kết quả kinh doanh, nghĩa là VinFast phải bán được xe và hoạt động sản xuất kinh doanh của VinFast phải có lời thì mới tính thuế. Nhưng hiện nay, xe của vinfast vẫn chưa bán được trên đất mỹ chưa có doanh thu hoạt động kinh doanh thì đang còn thua lỗ triền miên tất nhiên là sẽ chưa có thuế ngoài ra năm ngoái chính phủ liên bang cho biết chỉ những chiếc xe trải qua quá trình lắp ráp cuối cùng ở bắc mỹ mới đủ điều kiện được giảm thuế này do đó đã loại trừ những chiếc suv của vinfast do việt nam sản xuất trong khi đó, truyền thông nhà nước vào giữa tháng 7 đã hồ hởi loan tin VinFast nhận ưu đãi 1,2 tỷ đô la cho nhà máy tại Mỹ. Không rõ khoản ưu đãi này là từ đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin VinFast có nhận được ưu đãi tại Carolina. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm đề.